Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 23 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 14 tháng 2 năm 2024, là ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn, tiết khí Xuân Phân, ngày trực nguy. Hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Dần và tuổi Ngọ, lục hợp với tuổi Mão, xung với tuổi Thìn, hình với tuổi Sửu và tuổi Mùi, phá với tuổi Mùi. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, hôm nay là ngày Bính Tuất, tức can sinh chi, hỏa sinh thổ, là ngày cát, bảo nhật. Nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi Canh Thìn và tuổi Nhâm Thìn. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Bính Ngọ, tuổi Nhâm Tuất, thuộc hành thủy không sợ thổ, ngược lại nhờ thổ khắc mà được lợi. Ngày Tuất, lục hợp với Mão, tam hợp với Dần, Ngọ, thành hỏa cục. Xung Thìn, hình Sửu, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Mùi. Tam sát kỵ tuổi Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Canh Thìn và tuổi Nhâm Thìn. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Tân Dậu và tuổi Quý Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Minh Tinh tốt cầu danh, bái sư, học nghệ. Hoạt Điệu tốt vạn thông tứ cát. Lục Hợp tốt yến hội, kết hôn, nhập trạch. Đại Hồng Sa tốt bách sự đều cát. Thiên Nhạc tốt tạo táng, hưng tu. Tứ Tướng tốt tế tự, thăng quan, đính hôn, khởi công. Bất Tương tốt cho hôn nhân. Sao xấu thì gồm có sao Thiên Ôn kỵ tu tạo, nhập trạch. Nguyệt Hư kỵ tu thương khố, xuất hóa tài. Thiên Lao kỵ khởi tạo, giá thú, tử tụng. Quỷ Khốc kỵ thành phục, trừ phụ. Tuế Sát nguyệt kỵ sống mọi việc. Bát Tọa kỵ phá thổ, an táng, tu phần. Đại Tiểu Khốc Nhật kỵ nhập trạch. Trong đó có sao Lục Hợp Bất Tương là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Nguyệt Kỵ là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 23 tháng 3, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như sửa chữa các đồ lặt vặt trong nhà, từ thiện, cầu cúng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng tây nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Thiên Dương, xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ, mọi việc đều như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 23 tháng 3 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi cho thấy,
Tuổi Tý bị thiên quan hung tinh chiếu mệnh nên cần đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng, bày mưu tính hãm hại kế khiến con giáp này bị tổn thất nặng nề. Rắc rối có thể đến từ chuyện công việc, tài chính hoặc cuộc sống hàng ngày, nên làm việc gì cũng càng thận trọng càng tốt để tránh thiệt hại về sau. Hôm nay bạn tránh để yếu tố tiền bạc gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Trong chuyện làm ăn, con giáp tuổi Tý lên rạch ròi, xin ra xin, mua ra mua. Một khi mà bạn để mọi thứ nhập nhèm thì đừng hỏi vì sao những người mượn tiền bạc cứ lần lượt rời xa bạn nhé. Hôm nay là ngày cuối tuần, bản mệnh cần hít thở không khí trong lành, hòa mình vào tự nhiên hơn là nhốt mình ở trong nhà. Một bữa tiệc ngoài trời hay một chuyến dã ngoại sẽ là gợi ý thú vị cho người tuổi Tý. Nhớ rủ thêm bạn bè, người quen hoặc người thân đi nhé, trải nghiệm cùng nhau cho tăng tình thân mật. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, loay hoay khắc phục những sự cố bất ngờ trong công việc. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, cần hết sức tập trung để hạn chế sai sót ngay cả với công việc quen thuộc. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, có thể tiêu xài tiền bạc vào những chuyện không đáng. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, tiền bạc hóa giải nhiều vấn đề. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, vận tiểu nhân vượng gặp phải khó khăn hơn trong công việc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 02 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương hình có thể là nguyên nhân gây nên những căng thẳng tâm lý cho người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Công việc trong ngày không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm bởi các đồng nghiệp, cộng sự nảy sinh tranh cãi, bất đồng với nhau. Thương quan lâm mệnh khiến đường công việc đi xuống. Cuộc sống này vốn đầy rẫy những kẻ mưu mô nham hiểm, chỉ trực chờ bạn sơ hở là giăng bẫy. Trong những cuộc đấu đá vì danh lợi, bạn đừng quá tham lam. Luật nhân quả không chừa một ai, sống có phúc sẽ có phần. Ngày quả Tú khiến những mâu thuẫn xung đột trong mối quan hệ của con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của đối phương. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, dễ vướng phải khúc mắc với người thân. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, quan hệ gia đình không hài hòa. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, cần lên kế hoạch chi tiêu thông minh để ngăn chặn tiền bạc thất thoát. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, bị gây khó dễ trong công việc, chớ nên kích động. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 35. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần được tam hợp trợ vận. Chính vì thế mà bạn trở nên độc lập và chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, cho dù người ta có chủ động tỏ ra muốn giúp đỡ bạn đi chăng nữa. Bạn muốn tự rèn luyện để tiến bộ hơn mỗi ngày. Được thiên ấn nâng đỡ, tư duy sáng tạo của người tuổi Dần như được khai sáng, suy nghĩ thấu đáo và nhìn sự việc xung quanh một cách tích cực hơn. Chính vì thế mà bạn nhanh chóng hoàn tất công việc được giao,
còn khá nhiều thời gian dành để thực hiện đam mê, sở thích cá nhân. Mộc sinh hỏa thì giúp người tuổi Dần điều chỉnh lại mối quan hệ đang có theo hướng tích cực hơn. Những cảm xúc của bạn dường như trở nên tươi mới, mãnh liệt hơn, giúp bạn có những giây phút thực sự dễ chịu bên người yêu thương. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, một mình vẫn ổn, nhưng một mình mà nhiều tiền thì ổn hơn. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp nhờ có duyên buôn bán. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh mộc, ít ai có sự khôn ngoan về tiền bạc như bạn. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, đừng đốt cháy giai đoạn, hãy chờ tiền về đã, đừng nên tiêu trước trả tiền sau. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 45. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử Vi Ngày Mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi thứ 7 của 12 con giáp, lục hợp dự báo các tương tác xã hội sẽ thật thú vị và mang đến nhiều ý tưởng hay ho cho con giáp tuổi Mão trong ngày hôm nay. Đừng ngại ngần mở lòng với mối quan hệ mới, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội cho chính mình. Hãy tự tin thể hiện tốt trong khả năng của bạn. Hôm nay, cái tôi của người tuổi Mão cần được khẳng định dưới sự chỉ dẫn của chính ấn. Đặt bản thân bạn lên trên hết nhé. Cũng đừng cho rằng bạn đang ích kỷ với mọi người xung quanh. Bạn xứng đáng được nuông chiều sau những cố gắng và những đóng góp của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn biết cách làm thế nào để người ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhờ vậy mà quan hệ của hai người luôn luôn ngọt ngào. Người ấy cũng chẳng bao giờ muốn rời xa bạn. Với cái tuổi Ất Mão, mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp rộng mở, có nhiều bước tiến quan trọng. Với cái tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, có trách nhiệm trong công việc. Với cái tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, chuyện tình cảm không được thuận lợi. Với cái tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nên biết trân trọng thành quả mình làm ra. Với cái tuổi Quý Mão, mệnh kim, truyền động lực cho mọi người xung quanh. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 26. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương xung ảnh hưởng khiến người tuổi Thìn luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Bản mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác nên dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình. Hôm nay, công việc vất vả, áp lực tinh thần lớn khiến người tuổi Thìn luôn thấy ức chế, rất dễ nổi giận với những người xung quanh. Vì thế khi làm bất cứ công việc gì, bản mệnh cũng cần giữ thái độ bình tĩnh và hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. May mắn, ngày mới có thực thần, mang tới tin vui về tài lộc. Bất kể bản mệnh làm việc gì cũng có thu hoạch. Tuy nhiên, không nên làm giàu bằng những trò cá cược đỏ đen mà vận trình đi ngược lại. Bản mệnh cần tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài dự án kinh doanh, dù nhỏ nhưng cũng sẽ hứa hẹn những khoản thu hoạch lớn. Với cái tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nhận được tiền từ các công việc chính. Với cái tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với cái tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới. Với cái tuổi Canh Thìn, mệnh kim,
tình cảm êm đềm khi cả hai đều cùng vun vén mối quan hệ. Về cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 77 và số 83. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, kiếp tài khuyên bạn không nên đưa ra những quyết định quá nhanh chóng rồi lại khăng khăng làm việc theo ý mình. Sống trong tập thể, tốt nhất bạn nên trao đổi công việc với mọi người để tất cả cùng biết và hành động một cách thống nhất. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc. Đừng cầu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay. Hôm nay không nên tiêu tiền lớn, không nên cho vay tiền, khả năng hao tài cực lớn, nên để tiến hành những việc quan trọng. Khi không mong đợi quá nhiều, con giáp tuổi Tỵ sẽ sống thực tế hơn và nhờ đó mà vận tình cảm được cải thiện rõ rệt. Nhất là nữ giới, nếu trong cuộc sống bạn luôn biết cách cư xử khéo léo với chồng thì đảm bảo chàng sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa bạn đâu. Với cái tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, cần tránh đầu tư nếu không muốn chịu thua lỗ. Với cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nên đề phòng các mối quan hệ xung quanh, chớ nên nói năng tùy tiện. Với cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, không nên tiến hành đầu tư ký kết làm ăn trong ngày hôm nay. Với cái tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, bình tĩnh đón nhận tình yêu thuộc về mình. Với cái tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, tiền bạc phải rõ ràng minh bạch, tránh việc lập lờ. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 19. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp, người tuổi Ngọ tạo dựng được uy tín với mọi người xung quanh bằng chính những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm nay. Điều này giúp bạn nhận được sự kính nể của cả tập thể, có chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người. Những ai đang mong muốn tìm người trong mộng, bạn cũng có được nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen và biết đâu có thể nên duyên. Đối với chuyện vợ chồng cũng có nhiều điều thuận lợi. Các bạn dành nhiều thời gian cho nhau, chia sẻ mọi công việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, Tỷ Kiên cố chấp, chẳng chịu nương theo lời bất cứ ai. Bản mệnh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chẳng hề chủ tính những cái hại phía sau. Bởi đâu phải ai cũng có phúc để được quý nhân nâng đỡ qua cơn hoạn nạn. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, tránh việc đánh đồng mọi việc như nhau. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, tin tưởng vào lựa chọn và kế hoạch của bản thân. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, sự nghiệp được hậu thuẫn nhiều hơn. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, tình cảm tiến triển tích cực, bạn giữ được trạng thái nghiêm túc của mình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 32. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 23 tháng 3 năm 2024.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, cục diện tương phá khuyên bạn, hôm nay không nên làm điều gì mà con giáp tuổi Mùi không chắc chắn. Sẽ có nhiều người ngăn trở khiến bạn cảm thấy mất sự kết nối với mọi người xung quanh, không nhận được sự thấu hiểu. Sự xuất hiện của thương quan sẽ khiến bạn phải dè chừng đôi chút trong từng quyết định của mình. Sự liều lĩnh không phải là bước đi đúng đắn trong thời điểm này, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến bạn phải hứng chịu những hậu quả nặng nề mà chẳng ai có thể lường trước được. Tương hình cũng khuyên người tuổi Mùi cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Có lẽ bạn đã quá tập trung vào công việc nên dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình. Chuyện chăm lo gia đình vốn là trách nhiệm của cả hai người. Về những tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, không nên giữ những suy nghĩ cố hữu. Về những tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, kinh doanh buôn may bán đắt không phải lo cơm áo gạo tiền. Về những tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, khi có tiền phải biết lo lúc túng thiếu. Về những tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, tính tình nóng này khiến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Về những tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, tình duyên trắc trở, nhiều nỗi lo toan. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 79. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, nhờ có tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi Thân đang tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. Thiên tài nhận thấy, người tuổi Thân rất thông minh và nhanh nhạy. Tuy nhiên, đôi khi bạn trở nên tự phụ và đánh giá quá cao khả năng của mình. Hãy khiêm tốn hơn và học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nữa. Mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn biết rằng gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định. Người thân chính là hậu phương vững chắc giúp bạn đối diện với khó khăn trong cuộc đời. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, tình duyên có những chuyển biến tốt đẹp, đôi lứa hạnh phúc. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, người làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, cần nỗ lực nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, tài lộc hanh thông, tiền bạc đổ về ào ào. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, chưa muốn đón nhận tình cảm của người khác. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 55 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi do có tam hội nâng đỡ. Mọi công việc bạn bắt tay vào làm trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển tích cực. Chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Đặc sắc nhất là tài lộc, có điểm tiến triển nhanh chóng. Không những chính tài vững vàng mà nguồn thu nhập phụ cũng bền vững. Hai nguồn thu nhập song song giúp bản mệnh rủng rỉnh,
vừa đủ chi dùng lại có thể tính tới việc mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư thêm vào lĩnh vực mới. Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả bạn và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Dù cả hai đều có sự nghiệp cá nhân cần theo đuổi, nhưng cũng không có nghĩa mải mê mà quên mất phải nuôi dưỡng mối quan hệ của mình. Về cái tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, tình yêu chưa tới thì cũng đừng sốt ruột. Về cái tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, biết cách đầu tư hợp lý nhờ đầu óc tính toán nhanh nhạy. Về cái tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, sử dụng tiền bạc và những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài lãng phí. Về cái tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, hùn hạp làm ăn cũng cần người chung chí hướng. Về cái tuổi Quý Dậu, mệnh kim, bảo thủ trong cách giải quyết công việc chung. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 81. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu trong ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, thực thần nâng đỡ, bạn mệnh có được vận tài chính khá tốt. Có thể là những khoản từ công việc làm thêm hay từ bạn bè hoặc khách hàng cũ đem lại. Chắc chắn đó sẽ là những bất ngờ về tiền bạc mà tuổi Tuất không ngờ tới. Vận trình công việc thuận buồm xuôi gió, bạn mệnh có hứng thú cao với công việc nên hoàn thành trước thời hạn nhưng hiệu quả cao, được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Chỉ cần bản mệnh coi trọng quy tắc, tích cực thể hiện năng lực của mình, bình tĩnh quan sát và ứng biến linh hoạt thì mọi việc sẽ diễn ra theo ý muốn. Cục diện hỏa sinh thổ đem lại sự tươi mới cho đường tình cảm của bản mệnh. Hôm nay bạn có thời gian dành cho gia đình, hâm nóng tình cảm với nửa kia. Nếu trong nhà đang có người ốm thì sẽ sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh nhờ phước phần của tổ tiên. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, chuyện tình cảm suôn sẻ cho cả người độc thân và có đôi. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, người kinh doanh tự do, tha hồ đón tiền bạc dồi dào. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, đón nhận tin vui về tài chính từ các khoản thu phụ. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, phải đưa ra những quyết định quan trọng. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, hãy duy trì lòng quyết tâm của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 93. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Tiếp nối tử vi của 12 con giáp, chính quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Không chỉ bằng năng lực trong công việc mà còn nhờ vào sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn khi giải quyết vấn đề. Con giáp này vốn luôn có trách nhiệm với những lời mình nói nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người. Tình hình tài chính trong ngày hôm nay cũng được cải thiện đáng kể nhờ khoản thu nhập từ công việc chính. Sau chuỗi ngày vất vả, đây là thành quả xứng đáng mà bạn gặt hái được bằng chính công sức của mình. Nếu biết đầu tư đúng đắn, tiền đẻ ra tiền là điều bạn hoàn toàn có thể làm được. Đây cũng là thời điểm hợp lý để bạn và gia đình hoặc nửa kia tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày hay đơn giản là ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Khi tinh thần thư thái, sự gắn kết tình cảm cũng tốt hơn rất nhiều. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, vận trình tình duyên hanh thông thuận lợi. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, các kế hoạch đầu tư cũng thu về lợi nhuận khả quan. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, tiền tài bổng lộc tăng tiến, tài chính dư giả.
về những tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, buôn bán thuận lợi, kinh doanh có lãi. Về những tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, các mối quan hệ trong trạng thái hài hòa. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, trắng, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 3 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.